Tích Tì nhảy xuống hồ được cứu, nói rằng cô ấy đã được tài xế Vong chàng công tử đã ngưỡng mộ từ lâu và lao thẳng vào vòng tay của người chồng chưa cưới của tôi. Dù sao anh ấy cũng không yêu em, chỉ xem em như thế thân của tôi. Nếu anh ấy thật sự kết hôn với em, đó sẽ là lúc vứt bỏ em, khiến em đau đớn tủi nhục. Tôi là thủ nữ, chỉ có thể cười và chắp tay nhường lại. Chị gái à, chị đã chết một lần rồi, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu đạo lý đàn ông không thể tin cậy sao? Khi Võ Đại Lang đến nhà tôi để hỏi cưới, anh ta đầy vẻ ý khí phong phát. Tôi liều mình chịu sự trách mắng, trốn sau bình phong để nhìn trộm. Chàng trai có khuôn mặt không đẹp lắm, cử chỉ toát lên vẻ ôn nhu, khiêm nhường, có thể coi là thuộc loại thanh tú nhất trong số người bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình có lẽ xứng đáng với anh ấy. Trong lòng tôi tính toán, liệu lấy anh ấy có thể sống tốt hơn ở phủ không? Võ Đại Lang thể hiện rất tốt và không hề tỏ ra bất mãn vì thân phận thứ nữ của tôi. Cho đến khi chị gái hữu mỹ của tôi đi chơi về, cô ấy hung hổ xông vào phòng, một thân váy đỏ rực rỡ. Khi cô ấy di chuyển trông như ngọn lửa đang cháy. Võ Đại Lang vô thức chuyển ánh mắt sang cô ấy. Hữu Mỹ không quan tâm đến sự hiện diện của người đàn ông, dựa vào đầu gối của cha, nhướng mày trước mắt nói rằng còn muội bên ngoài đã bị cô ấy đuổi mất, còn gặp gã lái buôn quấy rối cô gái trẻ cũng bị đuổi đi, và tiện thể giúp chú thỏ con thoát khỏi bẫy. Võ Đại Lang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của Hữu Mỹ, cha nuông chiều nhìn cô ấy, nhẹ nhàng trách móc: "Mỹ Mỹ, có khách ở đây, không được vô lễ nhé." Ngay lập tức, ánh mắt nhiệt tình của Võ Đại Lang đông cứng lại, như thể một gáo nước lạnh vô tình dội tắt ngọn nến yếu ớt vừa mới bùng cháy. Bởi vì cô gái anh ta sẽ cưới tên là Hữu Ứ, không phải Hiệu Mỹ, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Mỗi lần Võ Đại Lang nhờ người gửi quà cho tôi, đều có một phần cho chị gái Hiệu Mỹ của tôi. Trong thư hỏi thăm, cũng luôn nhắc đến việc hỏi thăm Hiệu Mỹ có được an lành không. Đáng tiếc là chị gái tôi chỉ liếc qua một cái, rồi ném sang một bên. Người trong lòng của cô ấy là công tử Trương Tuấn của phủ thừa tướng. Công tử Trương phong lưu tuấn tú, diện mạo sánh ngang với Phan An. Cha cho rằng công tử Trương quá phóng đãng, đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa nghĩ đến, chỉ mê đắm hương sắc phụ nữ, thực sự không thể coi là người đáng tin cậy. Điều duy nhất có thể tự hào chính là thân phận con trai của thừa tướng. Cha ra lệnh cho tôi khuyên bảo chị gái đừng để tâm đến một kẻ vô dụng như vậy. Tôi đã đi, đúng lúc cô ấy đang ăn nho công tử Trương gửi tặng. Một người như công tử Trương là tồn tại cả đời cô cũng không với tới được. Anh ấy có thể để ý đến tôi, cô nên vui mừng cho tôi mới phải. Cô ấy cười nhạo, thuận tay bóc một trái nho, vui vẻ ném vào trán tôi. Đừng không ăn được nho thì bảo nho chua. Tôi âm thầm chịu đựng sự sỉ nhục của cô ấy. Tôi là một thứ nữ, mẹ tôi là nô tỳ trước đây hầu hạ cha, vì một sự cố mới có tôi. Nói thẳng ra tôi cũng chỉ là một nô tỳ. Chủ nhân vui thì cho ăn, chủ nhân không vui, đánh chết cũng chẳng có gì sai. Đây là đạo lý mà Hữu Mỹ dạy tôi. Cô ấy lại ném một trái táo vào tôi. Cô đấy, giống như mẹ đã chết của cô, toàn thân đầy mùi nghèo khó. Cô hiểu được gì chứ? Mẹ tôi chết vì trò đùa của Hữu Mỹ. Thuở nhỏ, khi tôi đang ngủ trưa, Hữu Mỹ lén đến định cướp búp bê của tôi. Mẹ khuyên một câu, nói rằng nếu tôi thức dậy không thấy búp bê sẽ khóc. Cô ấy tức giận, chạy ra ngoài đòi nhảy xuống hồ. Cô ấy nhẹ nhàng, mẹ của tôi vô cùng sợ hãi, đành cắn răng nhảy theo để cứu. Nhưng cô ấy biết bơi, còn mẹ tôi thì không. Cô ấy lại trèo lên bờ, không gọi người đến cứu, chỉ lén cười, nhìn mẹ tôi khóc trong nước hồ, chìm xuống đáy. Khi tôi được đánh thức, thi thể của mẹ đã được đưa đi chôn. Khi bị hỏi, Hữu Mỹ dùng hết lý do, đơn giản, thô bạo nhưng hiệu quả. Cô ấy nói mẹ tôi chỉ muốn xuống đáy hồ mò, đồng tiền rơi của cô ấy. Chính vì tham tiền, mẹ tôi mới chết, tự chuốc lấy, không liên quan gì đến cô ấy. Mọi người đều tin cô ấy. Vì vậy từ ngày đó, ngoài tiền bên mình, tôi không cần gì cả. Khéo thật, nhờ này cô không đủ tiền, còn tôi có thể tùy ý bóp nát. Tôi từ nhỏ không biết gì khác ngoài việc học cách ghen tị, không chịu được khi người khác tốt hơn mình. Cảm ơn đã chỉ dạy. Cha không để chị gái lấy công tử phóng đãng, nhưng thấy các cô gái khác được công tử Trương chiều chuộng, chị gái tôi nóng lòng. Trong một đêm tối trời, cô ấy trèo tường ra ngoài, sáng hôm sau mới về. Khi về, quần áo cô ấy sục sạch, tóc tai rối bời. Cô ấy đắc ý nói với tôi, đã cùng công tử Trương hẹn ước, chỉ cần cha chấp thuận, công tử Trương sẽ đến phủ Hữu cầu hôn. Các người chưa cưới nhau, sao có thể, đồ ngốc này. Bên cạnh công tử Trương có nhiều mỹ nhân như vậy, nếu tôi không chịu hy sinh chút gì, làm sao anh ấy mắc câu được. Vậy phải làm sao để cha đồng ý? Tôi sẽ đi tìm cha, nói rằng nếu không được lấy anh ấy, tôi sẽ nhảy hồ tự ngủ. Cha chắc chắn sẽ cho là tôi nói đùa. Sau đó cô hãy canh bên hồ. Tôi vừa xuống nước, cô liền đi gọi cha đến. Dù sao tôi biết bơi, không sao đâu. Tôi gật đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn, là đứa con không được yêu thương. Mấy năm nay, việc gì càng trong suốt tôi càng làm. Sự tồn tại duy nhất, chỉ khi người khác cần lợi dụng tôi,
Họ dùng sự nội liễm, an phận của tôi để khoe khoang hậu viện hòa thuận. Chị gái hiệu Mỹ dùng sự để làm nổi bật sự cao quý của mình. Còn võ đại lang, anh ta cũng muốn mượn tôi làm bậc thang. Cộng thêm chiếc thang bay của cha, tôi gần như có thể thấy trước tương lai của mình. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn sống tiếp. Tốt nhất là được sống có nhân phẩm. Chuyện tình cảm yêu đương đều không quan trọng bằng số phận của chính mình. Chỉ là chưa kịp dò xét tâm can võ đại lang. Tai nạn đã xảy ra, sau khi hiệu Mỹ rơi xuống nước, tôi kịp thời gọi cha về. Nhưng không ngờ võ đại lang cũng đang ở trong thư phòng của cha. Anh ta đến bàn việc đại hôn với tôi. Chả biết hiệu Mỹ rơi xuống nước, vội vàng rời đi không ngoái đầu lại. Anh ta lo lắng nhìn ra ngoài, nhưng không đi theo. Nhị tiểu thư, tính mạng con người là việc tại hạ ở lại em không thích hợp, xin cáo từ trước. Sự giáo dưỡng tốt khiến anh ta không thể làm chuyện phản bội, nhưng sự dao động và lòng dạ hai mặt cũng không giấu được. Anh ta vừa nhấc chân, tiếng kêu khóc của hiệu Mỹ càng lúc càng gần. Anh ta ngồi không yên, tôi mong sao anh ta có thể quay lưng bỏ đi, đừng quan tâm đến hiệu Mỹ ra sao. Nhưng anh ta vẫn giả vờ do dự quay đầu nhìn, đứng yên tại chỗ, mong đợi nhìn về phía hậu viện. Hữu Mỹ với đôi mắt đỏ hoe chạy đến, cô ấy lao thẳng vào lòng võ đại lang, ôm chặt anh ta, không nói hai lời hôn lên má anh ta một cái. Tôi kinh hoàng trong lòng, đó là vị hôn phu đã đính hôn với tôi. Hữu Mỹ là biết điều đó, võ đại lang không đẩy ra, mà kìm nén sự xúc động. Tôi không kìm được cơn giận dữ dâng trào, trước mắt mờ mịt một mảnh. Trong khoảnh khắc đó, như thể có một ngọn lửa đốt cháy mọi ảo tưởng và hy vọng vừa nảy sinh trong lòng tôi. Tối đó Hữu Mỹ không dám ngủ, gọi tên tôi bắt phải ở bên cạnh. Kiếp trước thật đáng sợ. Trương Tuấn không phải người, anh ta chỉ cưới tôi làm thiếp, vô số thông phòng, còn hành hạ, sỉ nhục tôi, đem tôi làm quà tặng cho người khác. Tôi chỉ là con cờ để anh ta trèo lên quyền thế. Cô thật may mắn, võ đại lang sau này một đường thăng tiến, lại còn trở thành thừa tướng, đối đầu ngang hàng với Trương Tuấn. Sau đó tôi chớp dưới tay Trương Tuấn. Thế lực của võ đại lang như mặt trời giữa trưa, nhưng cô lại chủ động đề nghị hòa ly, lấy ít tiền bạc, cửa hiệu, từ bỏ tất cả rời đi. Tại sao cô lại hòa ly? Anh ấy đã là thừa tướng rồi. Lúc đó cả thiên hạ đều biết đến uy danh của võ đại lang. Quả thực là nhất nhân chi hạng, vạn nhân chi thượng. Tôi muốn lấy võ đại lang, anh ấy thích tôi. Cô biết mà, anh ấy chỉ xem cô như thế thân của tôi. Dù sao sau này cô cũng sẽ hòa ly với anh ấy, chi bằng để tôi lấy anh ấy luôn đi. Có thể khiến người như Hữu Mỹ, vốn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, lại lao đầu vào như vậy. Phải chăng chuyện trọng sinh là thật? Hơn nữa sau này tôi sẽ hòa ly với võ đại lang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến tôi, một người chỉ muốn sống, cũng phải đề nghị hòa ly? Tôi rất chắc chắn mình sẽ không yêu võ đại lang. Anh ta chắc chắn đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ, sẽ liên lụy đến tôi ở kiếp trước, nên tôi mới bất đắc dĩ phải rời đi. Được thôi, tôi đồng ý, chị cứ lấy đi. Cô đã muốn lao vào như vậy thì tôi nhường cho cô, tôi nhẫn lại. Nghe Hữu Mỹ kể về sự thê thảm và tình yêu giang dở ở kiếp trước, cô ấy vừa sợ hãi vừa kích động, nhu cầu giải bày không nơi phát tiết khiến tôi được nghe lỏm. Dường như chỉ có nói mãi không ngừng mới có thể giải tỏa sự không cam lòng và nỗi sợ hãi của cô ấy. Tôi cố gắng ghi nhớ những điều có thể sẽ có ích cho mình, không dám bỏ sót bất kỳ câu nào. Cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ, sự trọng sinh của Hữu Mỹ đã phá vỡ kế hoạch báo thù của tôi. Ban đầu tôi định sắp đặt cho cô ấy lấy tên phòng đặng Trương Tuấn kia, giờ xem ra phải điều chỉnh lại rồi. Có những chuyện không phải chỉ tha thứ một lần, mà là mỗi lần nhớ lại đều phải tha thứ một lần. Tôi mãi mãi nhớ ngày mẹ của tôi mất. Hữu Mỹ ôm búp bê của tôi, nước mắt lưng tròng, được cha ôm vào lòng an ủi, trông thật tội nghiệp, như sợ viên ngọc quý trong tay sẽ rơi mất vậy. Chuyện xảy ra rồi thì thôi, một đứa nô tì, chớt thì chớt. Mỹ Mỹ đừng sợ. Rõ ràng là mẹ ruột sinh ra tôi đã chết, nhưng cha lại bảo Hữu Mỹ đừng sợ. Tôi biết mình và mẹ không được yêu quý, nhưng không thể, ít nhất không nên sống nhục nhã như vậy. Lúc đầu tôi hận mình tại sao lại ngủ trưa. Tôi rõ ràng là một tiểu thư đoan trang, là một nô tì không được yêu thương. Học cái gì mà lễ nghi thượng hạ, chỉ cần không ngủ trưa, mẹ của tôi sẽ không xung đột với Hữu Mỹ, cũng sẽ không chết đuối. Mẹ là người tốt nhất trên đời, cũng là người duy nhất quan tâm đến tôi. Mọi từ ngữ tốt đẹp trên đời chất cao như núi, cũng không bằng một sợi tóc của mẹ. Tôi phải khiến Hữu Mỹ trả giá, khiến tất cả những ai từng hại mẹ đều cầu sống không được chết không xong. Đích tỷ trọng sinh rồi muốn lấy vị hôn phu của tôi, tôi không có quyền từ chối. Vẫn luôn như vậy, Hữu Mỹ muốn gì đều được đặt lên hàng đầu. Hôn sự của tôi, phẩm giá của cả sinh mạng và danh tiếng của mẹ tôi đều không bằng niềm vui của Hữu Mỹ. Tôi quay lưng bỏ đi. Hữu Mỹ thì hớn hở chạy đến thư phòng của cha để bàn chuyện đại hôn. Võ đại lang thấy xung quanh không có ai đuổi theo tôi, nhị tiểu thư Hữu còn cho tại hạ xin lỗi nhị tiểu thư đã phụ lòng một mảnh chân tình của cô. Thực ra tôi cũng không có, anh không cần vậy. Tôi không biểu hiện ra vẻ buồn bã và xấu hổ như anh ta tưởng tượng, lại nhấc chân bỏ đi. Anh ta đứng ngây ra tại chỗ, đợi mãi cho đến khi tôi đi xa cũng không đuổi theo, đã làm tôi tức giận, sao còn giả vờ làm bộ đáng thương bất đắc dĩ? Thật sự cho rằng tôi sẽ đau lòng khó chịu sao?
Tin Hữu Mỹ sắp gả cho Võ Đại Lang, một viên quan nhỏ bậc 7 lan truyền ra ngoài để tránh tai tiếng. Hữu Mỹ ra lệnh cho tôi phải phủ nhận đã từng đính hôn với Võ Đại Lang, nếu không sẽ làm mất mặt cô ấy. Nói ra ngoài là tôi cướp chồng của em gái, người ta chẳng phải cười rụng răng sao? Có mặt mũi làm chuyện này, nhưng còn ngại người ngoài nói ra vào. Chuyện trọng sinh, thật kỳ quặc. Nếu tôi không phải nhân vật chính của thế giới này, ai còn có tư cách đó chứ? Vì vậy lần này tôi nhất định sẽ yêu đúng người, sống cuộc đời vinh quang nhất. Kiếp trước cô không phải cũng nghĩ vậy sao? Kiếp trước không phải cũng một lòng tin rằng người mình yêu là xứng đáng sao? Kiếp này có thêm cái danh trọng sinh thì lại càng xứng đáng hơn kiếp trước sao? Chẳng lẽ cô không hiểu lòng người dễ đổi thay nhất? Kẻ yêu cô như sinh mạng giây trước, giây sau đã có thể vì lợi ích mà vứt bỏ cô. Hữu Mỹ chưa kịp vui mừng bao lâu, tin tức đã đến. Trương Tuấn nghe nói cô ta bỏ rơi anh ta, một công tử danh giá, lại chọn một kẻ vô danh tiểu tốt. Mặt mũi không chịu nổi, liền truyền bá lời đồn ác ý bên ngoài, nói Hữu Mỹ quyến rũ anh ta không thành, trong cơn tức giận lấy người khác. Anh ta có bằng chứng, là cây châm cài đầu rơi xuống khi ân ái với anh ta ngày hôm đó. Hữu Mỹ hoảng hốt, cô ta vội vàng kiểm tra lại, quả thực đã đánh rơi nó khi mây mưa lúc đó. Cô ta tức giận chạy đến chỗ tôi, một tiếng bốc tát vào mặt tôi một cái. Đồ tiện nhân, có phải người tung tin đồn ra không? Ngươi chỉ là ghen tị với ta, không chịu được việc ta, cướp đi người đàn ông của ngươi phải không? Chị gái em không dám đâu. Ngươi không dám nhưng giờ chuyện đã lan ra rồi. Võ Đại Lang đã nghi ngờ và có ý chê bai ta. Ta còn làm sao cưới được anh ấy nữa? Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì. Bây giờ lập tức, ngay lập tức, ra ngoài thừa nhận rằng hôm đó là ngươi đã ăn cắp quần áo của ta, giả danh ta đi quyến rũ Trương Tuấn. Chị gái, nhưng dù có thừa nhận chuyện này, đến đêm tân hôn của chị và Võ Công Tử, khi Võ Công Tử phát hiện chị không còn trinh, đêm đó ngươi treo tường ra ngoài nên trái cấm, thì cũng phải trả giá thôi. Yên tâm, cha và ta đã bàn bạc kỹ rồi, đến lúc đó sẽ cho anh ta xây rượu, tắt đèn. Ngươi và ta có 6-7 phần giống nhau, thì để ngươi thay ta, anh ta sẽ không phát hiện ra đâu. Một khi sự việc thành công, ngươi rời huyết, lấy cờ lau chùi rồi thay người, ta chỉ cần dính máu trên chăn, vậy là qua mắt được chuyện này rồi. Thì ra cha con họ đã bàn bạc sẵn rồi. Vậy còn em thì sao? Chị, nếu em không còn trình nữa, sau này lấy chồng thì phải làm sao? Đừng có lại nhãi hoài như thế. Được ta tìm đến đã là phúc lớn của ngươi rồi. Cô ta trừng mắt cảnh cáo tôi, rồi quay người bỏ đi. Tôi ôm lấy má đang nóng rát, đợi xung quanh không còn ai, tôi mới hài lòng cười thành tiếng. Rất tốt, Hữu Mỹ tái sinh một kiếp vẫn y như cũ, dễ dàng mắc câu. Tôi lấy ra một tờ giấy, dùng tay trái viết chữ, tiếp tục lan truyền tin đồn về Hữu Mỹ, còn tay phải chuẩn bị việc thoát thân. Ra lệnh điều tra kiểu phụ nữ Võ Đại Lang yêu thích, bỏ tiền huấn luyện, bất chấp giá nào viết xong bức mật thư này, cẩn thận niêm phong lại, gửi lá thư đi. Hữu Mỹ đoán không sai, tin đồn chính là do tôi tung ra, chỉ để ép cô ta bắt tôi gánh tội. Tôi gánh tội mới có thể chuẩn bị cho việc thoát thân sau này. Tuy đã bố trí bên cạnh Trương Tuấn từ lâu, định đợi Hữu Mỹ cưới xong rồi mới từ từ hành hạ cô ta, nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện chuyện tái sinh. Ban đầu tôi còn lo lắng Hữu Mỹ kết trước liệu có phát hiện ra tôi đang thao túng đằng sau không, nhưng cô ta vẫn ngu ngốc như xưa. Tôi yên tâm rồi, đã không còn thích Trương Tuấn nữa thì những kẻ tôi dùng tiền mua chuộc không cần phải bám lấy Trương Tuấn nữa. Mục tiêu tiếp theo là Võ Đại Lang. Hữu Mỹ nói rất đúng, tôi là kẻ nghèo hèn, tham tiền giống như người mẹ đã chết của tôi. Vì tiền mà mạng cũng có thể không cần, nhưng có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cũng có thể khiến lũ quỷ đó nhào vào người Hữu Mỹ, xé nát thịt xương cô ta từng mảnh một. Tất cả những gì Hữu Mỹ quan tâm tôi đều phải phá hủy. Đích tỷ chưa kết hôn, ra ngoài ăn vụng, lại để tôi gánh tiếng xấu. Mấy ngày nay cô ta bắt tôi thường xuyên ra ngoài. Khi ra ngoài, cô ta ép tôi mặc bộ quần áo mà hôm đó cô ta và Trương Tuấn đã mặc. Đeo trang sức của cô ta, cô ta bắt đầu lan truyền tin đồn rằng tôi chắc nết, quyến rũ Trương công tử, vốn dĩ là một thứ nữ, lại còn mơ tưởng bước chân vào phủ thừa tướng. Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận. Tôi càng bị người khác sỉ nhục, khả năng thoát thân từ chuyện này càng lớn. Tôi đến tiệm của mình, lên một các xếp kín đáo. Minh Nguyệt mặc một bộ nam trang đứng bên cạnh tôi. Cô ấy là kẻ ăn xin tôi nhặt về 5 năm trước. Lúc đó đang giữa mùa đông, cô ấy bị động kinh ngất đi. Chính tôi đã cứu cô ấy, một cô gái có vóc dáng như con trai. Nếu tôi không cứu, cô ấy sẽ không qua khỏi mùa đông đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô ấy tỉnh lại nhìn tôi đã biết chúng tôi là đồng loại. Giờ đây cô ấy là em gái nuôi của tôi. Từ một cô bé gây như que củi, đến giờ đứng lên còn cao hơn tôi một cái đầu. Tin đồn chị giả làm chị gái quyến rũ đàn ông vừa lan ra, nửa đời sau của chị sẽ không thể quay đầu được nữa. Cái gọi là danh tiếng, chỉ khi quan tâm đến nó mới có thể tự làm tổn thương mình. Tìm một Nicoam, tôi muốn xuất gia. Ngoài ra, danh sách các quan chức mới này, bắt tay vào việc mua chuộc tiếp cận, để họ tỏ thiện chí với Võ Đại Lang, không tiếc tiền bạc để mở đường cho Võ Đại Lang tạo phản.
Liệu anh ta có dám không? Sau khi Hữu Mỹ nói rằng tôi sẽ hòa ly, tôi đã suy nghĩ rất lâu, đã dự đoán nhiều tình huống. Thực ra Võ Đại Lang cũng là một ứng cử viên phù hợp để sống chung. Tôi có thể chấp nhận việc anh ta không yêu tôi, thậm chí anh ta coi tôi như một thể thức. Bao nhiêu thiết thất tôi đều không quan tâm, miễn là tôi có thể sống tốt. Nhưng mà tôi lại hòa ly với anh ta, mà Hữu Mỹ lại chết ngay sau khi tôi hòa ly. Sau đó được tái sinh, cô ấy không biết tại sao tôi hòa ly. Sau khi hòa ly đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng Võ Đại Lang có tiền đồ vô hạn, tốt hơn tên xúc sinh Trương Tuấn kia rất nhiều. Nhưng có thật sự như vậy không? Những chuyện xảy ra sau đó chắc chắn không đơn giản. Đầu óc cô ta toàn là đàn ông, thậm chí chưa từng suy nghĩ kỹ tại sao sự việc lại phát triển như vậy. Vì vậy tôi đoán, Võ Đại Lang đã nảy sinh ý định tạo phản. Một khi bị phát hiện sẽ bị tru di cửu tộc, nhưng lại không chết quá sớm. Không cần biết nữa, bất kể kiếp trước anh ta có muốn tạo phản hay không, hay là cùng người khác tạo phản, kiếp này, tôi đều sẽ dẫn dắt anh ta đi theo con đường này. Huống chi nếu nói với con ngốc Hữu Mỹ rằng cô ta hoàn toàn có thể đánh cược một phen để Võ Đại Lang làm hoàng đế, chẳng phải cô ta tưởng mình là nhân vật chính của thế giới sao? Vị trí hoàng hậu đó liệu cô ta có tham không? Những lời đồn đại như thủy triều dữ dội khiến tôi không thể ra khỏi cửa. Người ta nhận ra tôi đều chửi rủa sỉ nhục, vốn chỉ là thứ nữ lại dám mạo danh đích tiểu thư đi quyến rũ công tử thừa tướng. Trương Tuấn là người biết sự thật, nhưng anh ta quý trọng danh dự, không thể nào vì một người phụ nữ hèn mọn mà đi biện hộ. Cha lại ban thưởng cho tôi một đống vàng bạc, tháng sau Hữu Mỹ sẽ xuất giá. Cha thỉnh thoảng nhắc nhở tôi, cảnh cáo tôi, kèm theo đó là nhổ sọ tôi. Mỗi người trong đời này đều có sứ mệnh riêng của mình. Sứ mệnh của con chính là cống hiến bản thân cho sự thịnh vượng của nhà họ Hữu. Con cũng là con gái của cha. Cha biết con đã chịu uất ức, nhưng tính cách của chị con cũng biết mà. Chúng ta là một gia đình, nó phạm sai lầm, chúng ta là người nhà phải giúp đỡ nó. Tôi gật đầu. Tốt nhất là đợi vài năm nữa khi Võ Đại Lang bị phát hiện. Khi phủ họ Hữu bị liên lụy, ông cũng có thể từ bi nói rằng người một nhà nên cùng chia sẻ, chặt đầu cũng phải cả nhà cùng nhau, như vậy mới được đoàn tụ. Con cứ yên tâm, sau chuyện này nhất định sẽ bù đắp cho con. Con gái không cầu bù đắp, chỉ có một việc muốn cầu xin. Vì vậy, dạo này lời đồn như lửa cháy. Con gái tự biết ở lại phủ họ Hữu, cũng là làm ông danh phủ họ Hữu. Con gái muốn rời khỏi nhà đi làm ni cô, nửa đời sau sống với đèn xanh Phật cổ, cầu phúc cho chị gái và cha. Con gái không còn quan hệ với phủ họ Hữu, người ngoài cũng không thể nói gì về phủ họ Hữu nữa. Như vậy truyền ra cũng là lòng nhân từ của cha đối với con gái. Con gái đã làm chuyện ăn cắp quần áo của chị, còn không biết liêm sỉ, xấu hổ đi quyến rũ công tử thừa tướng phủ, đáng lẽ phải bị giam trong nhà kỷ luật. Nhưng cha nhân từ, cho phép con cạo đầu đi tu, để lại một mạng sống. Cha nói làm vậy chẳng phải là cách tốt nhất sao? Cha thấy có đúng không? Rõ ràng không phải lỗi của con chẳng làm gì cả. Nhưng mỗi lần sau cơn bốc đồng, đều cần con gánh chịu hậu quả. Con đúng là kẻ đáng chết để làm vật hy sinh. Mọi người đều cho rằng, con sinh ra là để làm nền cho người khác trong cuốn sách. Có thể vì nhân vật chính mà hai bên sườn cắm dao, đó chính là công lao lớn nhất của con rồi. Hạnh phúc của con, mạng sống của con thì tính là gì? Làm sao có thể quan trọng bằng tình yêu của nhân vật chính chứ? Vậy thì con không còn là tiểu thư của phủ họ Hữu nữa rồi. Tuy về sau không còn quan hệ với phủ họ Hữu, nhưng cha vẫn sẽ phái người bảo vệ con ở đó. Như vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Việc không nên chậm trễ. Vậy thì hôm nay đi, đến lúc đó chị gái con xuất giá cũng sẽ không bị người ta chỉ trích nữa. Đêm tân hôn của chị gái lại bắt tôi thay cô ấy động phòng với tân lang. Tôi lén lút trốn ra cửa nhỏ. Minh Nguyệt đợi tôi ở bên ngoài, chúc mừng tự do. Đến chiều, Hữu Mỹ và cha mới phát hiện tôi biến mất, chửi bới om sòm trong sân của tôi. Hữu Mỹ còn đang đợi tôi trong tiệc cưới, hiến thân chính tiết cho tình yêu của cô ta. Nhưng tôi lại cố tình bỏ trốn. Hữu Mỹ không còn cách nào, chỉ có thể đúng hẹn xuất giá. Cô ta không phải đứa ngốc, đêm tân hôn lấy cớ đúng lúc có kinh nguyệt, hoặc có lẽ đang nghĩ ra cách khác tránh được chuyện này. Võ Đại Lang vẫn yêu cô ta say đắm, ước gì có thể hái sao trên trời tặng cho cô ta. Tình cảm của hai người khiến nhiều người ghen tị. Tôi trốn bên ngoài một tháng, người trong phủ họ Hữu trên dưới đều tìm kiếm tôi. Họ không ngờ một người phụ nữ lại dám bỏ trốn, cũng không cho phép một người phụ nữ làm hỏng danh tiếng của phủ họ Hữu. Nhìn họ bị quê một cú, tôi cảm thấy buồn cười. Một tháng sau, tôi trở về Nicoam. Chiều hôm đó, Hữu Mỹ tức giận đến. Hữu Mỹ muốn động tay đánh tôi, Minh Nguyệt lạnh lùng chặn tay cô ta lại. Thí chủ xin tự trọng. Hữu Mỹ kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô ta muốn đánh tôi mà không đánh được. Mày tự đánh hay tao ra tay? Minh Nguyệt không nói nhiều, giơ tay lên đánh mạnh vào mặt cô ta. Hữu Mỹ sững sờ, như thể thấy ma vậy. Ngươi dám đánh ta? Ngươi là cái thá gì? Ta nhịn mày mười mấy năm rồi, đây mới chỉ là bắt đầu trả thù thôi. Chỉ mới một cái tát mà mày đã không chịu nổi rồi. Đồ vô ơn,
Nhà họ Hựu nuôi nấng mày bao nhiêu năm, đến lúc cần đến mày thì mày lại vỗ mông bỏ chạy. Biết thế này từ đầu, nên để mày chết chìm cùng mẹ mày mới phải. Ta biết ngay đồ tiện nhân này chẳng có ý tốt gì. Đồ chết tiệt, mày thật đáng chết, mày suýt hủy hoại ta. Mày còn có thể gặp may mắn cả đời sao? Mày tưởng cái Nico Am nhỏ bé này có thể bảo vệ được mày sao? Đợi mày về phủ xem cha có lột da mày không? Chị Hữu Mỹ ơi, em sợ quá. Vạn nhất cha không quyên tiền hương hỏa, vì trụ trì của An tức giận, không cho tôi sống những ngày tốt đẹp thì sao? Là tôi không tốt, không nên được ăn no mặt ấm, phải hàng ngày bị người ta đày đọa. Đúng vậy, đối với ngươi toàn dựa vào nhan sắc nuôi dưỡng. Không có nhan sắc, ngươi chẳng là gì cả. Hữu Mỹ, dựa vào nhan sắc nuôi dưỡng, kẻ sống nhờ đàn ông, luôn là cô đấy. Không phải tôi, Hữu Mỹ không ngờ tôi không ăn khớp. Tôi vốn nhút nhát cực kỳ trước đây, sao đột nhiên lại cứng cỏi lên thế? Cô ta không hiểu, nhưng cũng đành chịu. Tôi đã không còn là người của phủ họ Hiệu nữa, không còn liên quan gì đến cô ta. Nếu cô ta cưỡng ép động thủ, cũng chỉ nhận được một cái tát khác mà thôi. Hơn nữa, cô ta còn trông cậy vào tôi để che đậy chuyện xấu quyến rũ người khác. Hữu Mỹ không làm gì được tôi nữa. Hữu Mỹ vừa đi khỏi, Võ Đại Lang đến. Lâu rồi không gặp, Võ Đại Lang càng thêm rạng rỡ, cả người đều tràn đầy sinh khí. Cưới được mỹ nhân, lại có sự giúp đỡ của Nguyệt Trạch, Võ Đại Lang sẽ nhanh hơn kiếp trước để đến vị trí đó. Nhị cô nương, thật xin lỗi, nếu không phải vì tôi, cô sẽ không phải đoạn tuyệt với phủ họ Hữu, đến mức phải đi tu. Thí chủ, chuyện đã như vậy rồi, nói thêm gì cũng vô ích. Nếu cô muốn, tôi có thể tìm cách đón cô ra ngoài chăm sóc. Ý của ngài là nuôi tôi làm ngoại thất sao? Thật là vô sỉ, ngay cả lúc này, ngài vẫn muốn lợi dụng tôi để thỏa mãn tâm tư riêng tư cứu chuộc người khác của mình. Hữu Mỹ có nói với ngài về chuyện cô ấy tái sinh không? Anh ta gật đầu, tên ngốc này nói ra cũng tốt. Hữu Mỹ nói ngài sau này có tường đế vương, chúng ta tuy không có duyên vợ chồng, nhưng cũng coi như nửa người thân. Lúc này đây, vợ công tử nên toàn tâm lo cho tiền đồ của mình. Nói ra những lời này tuy có hơi đại nghĩa, nhưng tôi nghĩ vợ công tử tài trí thông minh, tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Đừng để Hữu Mỹ thất vọng mới đúng. Võ Đại Lang giật mình, dường như không ngờ tôi đánh giá cao anh ta như vậy. Ánh mắt anh ta phức tạp, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi. Hữu Mỹ ích kỷ đến mức khó tin. Võ Đại Lang này cũng to gan lớn mật, thật sự tưởng mình là nhân vật gì ghê gớm lắm. Đúng là không cùng ý tưởng, không thể chung một giường mà. Kiếp trước cô có thể hòa ly hẳn là người tỉnh táo nhất. Đã quyết định việc huấn luyện nhóm phụ nữ đó như thế nào chưa? Rất tốt, từng người đều như hoa như ngọc. Ngay cả tôi là phụ nữ nhìn thấy cũng muốn thân cận một hai người, dịu dàng như nước. Chắc chắn so với Hữu Mỹ kiêu ngạo kia phải đáng yêu hơn nhiều. Mê mông, tìm cơ hội để họ tiếp cận Võ Đại Lang đi. Với những thông tin Hữu Mỹ nói sau khi tái sinh, tôi nhanh chóng khống chế được một nhóm quan lại nhỏ, hoặc dùng tiền bạc, hoặc dùng nhược điểm. Họ bắt đầu đủ kiểu tâng bốc Võ Đại Lang, từng lời nói hành động của anh ta, phụ nữ như nước đổ vào phủ của anh ta. Anh ta phong quang trước mặt người khác mấy năm, rồi khổ không chịu nổi. Võ Đại Lang yêu Hữu Mỹ, nhưng không yêu đến mức đó, thứ không thể có được lúc trẻ, cuối cùng sẽ ám ảnh cả đời. Hữu Mỹ từ ánh trăng trắng khó với tới, trở thành nốt chu sa dễ dàng có được, không còn hào quang đó nữa. Võ Đại Lang nhanh chóng cảm thấy cô ta nhàm chán. Hữu Mỹ hơi hoảng, cô ta bắt đầu đến tìm tôi, chất vấn tôi kiếp trước rốt cuộc tại sao lại hòa ly. Cô ta mệt mỏi như già đi 20 tuổi, kiếp trước người hòa ly với hắn tại sao? Chị Hữu Mỹ, làm sao em biết được chứ? Người tái sinh là chị mà, huống hồ bây giờ mới đến hỏi em. Chẳng phải hơi muộn rồi sao? Em gái này chỉ là kẻ nghèo hèn, phú quý kiếp trước còn không hưởng được, kiếp này cũng không có tư cách. Hữu Mỹ tuyệt vọng nhìn tôi, không tìm được câu trả lời. Cô ta thất thểu trở về. Nửa năm sau, âm mưu tạo phản của Võ Đại Lang bị người ta dâng lên. Hoàng đế đại nộ, ban chỉ dụ Chu Di cửu tộc. Sau mùa thu xử trảm, tôi sớm không còn là người của phủ họ, tự nhiên thoát khỏi cái chết. Khi chỉ dụ Chu Di cửu tộc được gửi đến, tôi cố ý cùng Minh Nguyệt xuống núi, đứng trong đám đông thích thú xem. Không phải thế này, làm lại một lần nữa tôi sẽ không sai đâu. Không thể nào, đường nhân sao có thể chiều chuộng thế hắn làm loạn. Đánh hắn hai cái tai, Hữu Mỹ bị đánh đến choáng váng, đứng thẳng tại chỗ. Không phải tôi, người đáng chết là Ưu, là em gái của tôi, đáng lẽ phải lấy Võ Đại Lang là em gái Ưu của tôi. Nhưng ai sẽ để ý đến một kẻ điên sắp chết chứ? Cho dù là cô cũng sẽ không chết. Cô thật sự rất thông minh, đàn ông đã hòa ly, thật là không thể tin cậy được. Hữu Mỹ tự cho mình tái sinh một kiếp, nhưng vẫn đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Sau khi Hữu Mỹ bị bắt giam, cả người như phát điên. Cô ta không thể chấp nhận giấc mộng đẹp của mình tan vỡ, vừa khóc vừa cười. Tôi tốt bụng đến đại lao thăm cô ta thấy tôi, khóc lóc lao vào song sắt. Mày hại tao, đáng lẽ mày phải chết, không phải tao. Chị Hữu Mỹ à, gồ không, tôi quên mất tôi không còn quan hệ với phủ họ Hữu nữa. Hữu cô nương à, lúc đầu chính cô cứ đòi lấy mà. Không đúng, không đúng, có phải cô sớm đã biết Võ Đại Lang sẽ tạo phản thất bại,
kiếp trước cô đã biết rồi, đúng không? Kiếp này cô cũng nghĩ ra cách đi tu, tự cứu lấy mình, đại nạn ập đến lại không thể khôn ngoan một lần. Tôi không trả lời câu hỏi của cô ta, xem như chúng ta từng quen biết nhau. Tôi đến tiễn cô một đoạn, Hữu Mỹ hối hận đến mức ruột gan đều đau. Tôi thỏa thích ngắm nhìn sự sụp đổ của cô ta trước khi chết, thưởng thức hương vị của sự trả thù thành công. Hữu cô nương nếu không phục, chỉ có thể tái sinh thêm một lần nữa thôi. Tôi để lại chút tiền trả nước trong ngục tốt. Tôi muốn họ giữ cho những người này sống yên ổn đến ngày chém đầu, từ từ thưởng thức cảm giác tuyệt vọng khi cái chết cận kề. Đừng để chưa đợi đến ngày đó, đã không chịu nổi nỗi tuyệt vọng này mà tự ngủ. Tên ngục tốt cũng rất dễ nói chuyện. Chủ nhân thật là người tốt, cũng là nhờ người ở đây nhiều năm làm việc thiện tích đức, tránh rơi vào cùng kết cục với đám người này. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng họ cẩn thận, không cần cho họ ăn ngon ngủ tốt đâu. Đến ngày đó, tôi ôm con búp bê ở chị đó. Tôi đứng ở hàng đầu trong đám đông, nhìn họ lần lượt bị chém đầu. Hữu Mỹ sợ đến mức đại tiểu tiện cả ra quần. Võ Đại Lang cũng chẳng khá hơn là bao. Cha dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Dù tóc đã bạc trắng, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, dáng vẻ vẫn còn tương đối đàng hoàng. Hữu Mỹ và Võ Đại Lang nhìn thấy tôi mỉm cười gật đầu. Lúc này đã đến giờ, đao phủ giơ cao đại đao. Tôi cũng giơ cao con búp bê nhỏ. Mẹ tôi đã chết vì con búp bê này. Tôi cũng lấy nó làm lý do cuối cùng trước khi họ chết. Hữu Mỹ vốn đã không còn sắc máu trên mặt, bỗng nhiên trắng bệch, thần sắc hoảng hốt. Phập một tiếng, đao phủ đồng loạt hạ đao. Từng cái đầu người mang theo vẻ mặt kinh hoàng và thấu hiểu, rơi xuống mặt đất đầy bụi bặm. Có lẽ là ý trời muốn để Hữu Mỹ nếm trải nhân quả, nên mới ban cho cô ta tái sinh. Có những tội lỗi, chỉ đền trả một kiếp thôi là không đủ. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.